Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022, lễ hội tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia với nhiều hoạt động mới lạ hấp dẫn diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022 tại công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Lễ hội được tổ chức vào khung giờ từ 16 đến 22 giờ 30 hàng ngày với các hoạt động thưởng thức ẩm thực vùng miền, một số món ăn nổi tiếng của Đà Nẵng và không gian bia mát lạnh. Đặc biệt, nhiều du khách còn tham gia trải nghiệm tự tay chế biến mì quảng, mì lá, bánh tráng, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Nhiều du khách khi tham gia lễ hội này cho biết Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với các khu điểm du lịch mà còn là về ẩm thực rất đặc sắc. Mình thấy hoạt động là khá là vui, rất là những hoạt động này rất là có ý nghĩa, thì nó giúp cho những cái người mà địa phương hay là du khách á, khi mà người ta đến Đà Nẵng á, người ta hiểu được những cái món nào, những cái ẩm thực, cái nền ẩm thực riêng của Đà Nẵng á, thì rất là mong chờ có nhiều thêm những cái hoạt động giống như cái ẩm thực, lễ hội ẩm thực này thêm nữa. Đây là hoạt động rất tuyệt vời. Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, tôi được tham gia lễ hội náo nhiệt và đặc sắc đến như vậy. Đồ ăn tại thành phố này rất ngon, hấp dẫn. Nếu có cơ hội quay trở lại Đà Nẵng, tôi sẽ dẫn bạn bè, người thân trải nghiệm các món ăn tại thành phố. Bên cạnh đó còn có các hoạt động xuyên suốt sự kiện là 16 gian hàng trưng bày bằng các sản phẩm lưu niệm của Đà Nẵng, sản phẩm ô cốp, trang phục đi biển và không gian ẩm thực với 20 gian hàng phục vụ các món ăn đặc trưng như mì quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm, bánh xèo, bún chả cá, bún bò, chè và các món bánh dân gian của các vùng miền của Việt Nam như bánh ú, bánh ít, v.v. Lễ hội tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia được tổ chức nhằm mục đích đa dạng hóa các sản phẩm du lịch hè 2022, tạo nên điểm đến mới lạ để người dân, du khách cùng tham quan, trải nghiệm. Qua đó du khách sẽ có một mùa hè sôi động, ấn tượng và vui vẻ tại Đà Nẵng.